Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện trên các nền tảng podcast của báo Nghệ An. Các bạn đang nghe chuyên mục Văn học nghệ thuật trên các nền tảng podcast của báo Nghệ An. Các bạn thân mến, trong chương trình đêm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu truyện ngắn Giọt đắng của nhà văn Đức Hậu. Nhà văn Đức Hậu sinh năm 1947, là người con của mảnh đất Thái Bình, tác giả của nhiều tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn, tản văn đã được xuất bản và đoạt nhiều giải thưởng về văn học nghệ thuật. Ông vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2000, huân chương lao động hạng 3 vào năm 2007 và nhiều huy chương bằng khen cao quý khác. Với sự nghiệp văn chương, từ tác phẩm đầu tay viết giữa những năm 1960 đến nay, quá nửa đời lao động sáng tạo với từng con chữ, Đức Hậu đã tạo cho văn nghiệp của mình một vị trí xứng đáng trên văn đàn. Sau đây, mời quý thính giả lắng nghe truyện ngắn Giọt đắng qua giọng đọc của Trần Phú. Cô gái úp mặt lên bộ ngực trần của người đàn ông đứng tuổi. Mái tóc xõa trùm kín nửa gương mặt cô chảy mơn man trên da thịt người đàn ông đang nằm nghiêng tựa đầu trên thành giường hút thuốc, biếng nhác vẩy tàn thuốc xuống tấm thảm quý trải sàn. Cô gái khẽ kéo tấm chăn lông che kín nửa người, tiếp tục vùi đầu vào bộ ngực người đàn ông, phát ra tiếng thở khoan khoái thỏa mãn như tiếng mèo gù. Căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió mơ hồ của máy điều hòa nhiệt độ. Đợt này anh ở lại bao lâu? Cô gái hỏi. Đủ để vui với em. Giọng cô gái núng nịu. Anh chỉ sao? Lần trước cũng nói thế, hôm sau đã biến mất. Tất cả đàn ông đều giống nhau cả. Thôi nào cô bé, anh còn công việc, anh bao em thế còn ít sao? Mà thôi, bây giờ anh phải đi đây. Cô gái vươn vai uể oải ngồi dậy, lườm người đàn ông. Ký hợp đồng à? Em sẽ đợi anh ở đây, được không? Em ngủ bù. Người đàn ông im lặng, vẻ phân vân. Cô gái tung chăn bước xuống sàn, cô khoan thai đi lại trong phòng, trên người không một mảnh vải. Cố ý khoe cái thân thể trẻ trung đầy nhục cảm của mình. Bỗng cô giật mình kêu lên. À, thôi chết, tàn thuốc của anh làm cháy thảm rồi, làm bỏng chân đây này. Cô sang sái lấy nước ở bình tưới vào nơi tấm thảm len đang bốc khói. Người đàn ông ngồi dậy bình tĩnh bảo cô gái. Thôi, được rồi, anh sẽ bồi thường để họ mua tấm khác được chưa? Cô gái chân chân nhìn người đàn ông rồi đột ngột lao tới ghì đầu người đàn ông vào ngực, âu yếm bảo. Anh giàu nhỉ? Cô nhún nhảy bước ra cửa sổ, kéo tấm rèm nhung màu huyết dụ. Bên ngoài trời nắng sáng, một góc bờ biển và một thành phố hiện xa sau cửa kính. Cô đứng nhìn xuống đường phố một lúc lâu, vẻ chăm chú. Bỗng cô quay mặt lại tái nhợt, vơ vội quần áo khoác lên người. Người đàn ông vẫn ngồi quan sát cô, đoán hỏi. Em làm sao vậy? Đi à? Em phải đi đây. Cô gái trả lời và tiếp tục thu xếp hành lý. Người đàn ông khẽ kéo cô lại gần. Nào, có chuyện gì thế? Em vừa nói sẽ ở lại cơ mà. Cô gái nhìn người đàn ông bằng đôi mắt hốt hoảng. Em phải đi. Anh đừng hỏi nữa. Người đàn ông mở cặp, lấy một xấp tiền nhét vào túi cô gái. Ông ta hôn cô và nói. Thôi được. Thế khi nào em quay lại? Em không biết nữa. Giọng cô gái luống cuống chẳng từ biệt, cô mở cửa lao ra cầu thang. Người đàn ông trầm ngâm châm thuốc hút. Chuyện vừa rồi chẳng làm ông chú ý mấy. Thiếu gì cho đóng kịch của các cô kiểu này. Ông vào phòng tắm xả nước ao ao để lấy lại sự tỉnh táo sau một cuộc chơi đến cạn kiệt sinh lực. Cô gái trong chốc lát đã không còn làm ông bận tâm. Ông đang bước vào một cuộc đấu trí lớn trong thương trường mà phần thắng chắc chắn sẽ là một khoản lợi nhuận cách xù. Ông đứng trước gương chải đầu và ngắm mình.
một khuôn mặt đàn ông khả ái đang nhìn ông. Đã nhiều năm nay, ông chỉ nhìn thấy độc một gương mặt ấy mà không tin ai ngoài nó. Đó là gương mặt ông yêu, ông tin duy nhất. Ông nghiệm ra rằng trong cuộc đời đầy cạm bẫy, đó là cách tốt nhất để sống sót và thành công. Có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa lặp lại, nhẹ nhàng và dứt khoát. Ông mở cửa. Một người phụ nữ ăn mặc giản dị, không đợi ông mời, bước vào phòng và cất tiếng chào. Chào anh Trần Khoát. Thầy trò cảm giác tức giận là sự ngạc nhiên và hơi trợn. Trần Khoát hỏi: Chị là ai? Sao lại biết tôi? Tôi biết anh là một ông chủ lớn, thường đến thành phố này ký những hợp đồng lớn. Thế thì sao? Điều đó mấy ai chẳng biết. Người phụ nữ cười nhạt, không đợi mời, tự nhiên ngồi xuống ghế phô tơi với dáng điệu vô cùng mệt mỏi. Đó là một người đàn bà chạc trên 40 tuổi, sự vất vả thể chất và đau khổ về tinh thần hiện rõ trên gương mặt, có lẽ đã một thời xuân sắc. Đôi mắt đẹp và buồn với những vết chân chim ở đôi mắt nhìn chủ căn phòng một cách lạ lùng, xa cách và đầy hiểu biết. Tôi từ xa đến đây không phải để làm quen với anh, vì chúng ta quen nhau đã từ lâu. Nếu không có lý do, chắc tôi đã chẳng gặp lại anh trong tình cảnh này. Anh Khoát ạ. Gặp lại? Chị nói chúng ta đã gặp nhau. Phải, đã gặp nhau. Khi đó anh là anh chàng sinh viên thực tập nghèo túng, sáng sáng thì đến xí nghiệp. Có một cô công nhân ấy thường tạt vào khu tập thể, đặt ở đầu giường chàng sinh viên một gói xôi đấy. Trần Khoát lặng người, chân chân nhìn người đàn bà. Trời! Ngân! Em! Lẽ nào lại là em sao? Ông ta lao đến ôm lấy đôi vai gầy của người đàn bà tên là Ngân. Trần Khoát không ngờ ông lại xúc động đến như vậy khi nhận ra đôi mắt đẹp của người con gái đã cưu mang ông khi xưa. Ngân nhẹ nhàng gỡ tay Khoát, đẩy ông ngồi xuống ghế bên cạnh. Hai người lặng nhìn nhau hồi lâu, cố chế ngự nỗi xúc động của hồi ức. Ngân, thế bây giờ em sống ra sao? Có ổn không? Cũng như mọi người thôi. Tôi đã về quê từ ngày ấy và ở nhà nuôi bố mẹ già. Nhưng mà thôi, tôi đến đây đâu phải để tâm sự. Còn anh cũng chẳng cần nói. Tôi biết quá nhiều về anh rồi anh ạ. Ngân, thế Ngân có khó khăn gì không? Có được hạnh phúc không hả Ngân? Ngân im lặng nhìn Trần Khoát đăm đăm, đôi mắt ánh lên nỗi cay đắng và đau khổ khôn cùng. Khoát chợt hiểu là Ngân cần giúp đỡ, vội mở cặp lấy ra một bọc tiền lớn và nói: Ngân à, bây giờ Ngân cầm tạm, rồi ở đây chờ tôi đi giải quyết công việc. Buổi trưa ta sẽ bàn kỹ vấn đề của em nhé, được không? Người đàn bà nhìn gói tiền rồi hỏi: Anh nhiều tiền lắm, phải không? Có nó, anh đã có tất cả, phải không? Khoát cười gượng: Thôi nào, tôi đủ để lo cho em no ấm. Đừng có trách tôi nữa. Tôi cũng đang rất là cô đơn mà. Ngân ạ, à, thật may quá, hôm nay em lại tìm đến tôi nữa. Người đàn bà bỗng vùng đứng dậy, cầm gói tiền ném mạnh vào mặt Trần Khoát và gào lên: Đồ khốn nạn, tôi đến đây không phải để xin tiền anh, để ngủ với anh gì cả. Tôi yêu cầu anh phải buông tha con gái tôi ra. Cái con ngủ với anh đêm qua ấy, cái con vừa bỏ chạy khỏi đây ấy, nó là con gái tôi, anh hiểu chưa? Ngân lồng lộn chạy xung quanh phòng, vừa gào khóc vừa nguyên rủa. Trần Khoát sững sờ. Trời, sao cô ấy bảo là người thành phố này cơ mà. Phải, nó bảo thế là vì nó nói dối tôi ra đây buôn hàng Trung Quốc. Anh đã biến nó thành con đĩ. Trời ơi là trời, tiền của anh đấy, những đồng tiền bẩn thỉu của anh. Con ơi là con không có bố, mình mẹ làm lụng nuôi con mà không dạy được con thành người sao? Người đàn bà gào khóc vật vã như người mất trí.
quăng ném tất cả thứ gì trong tầm tay. Trần Khoát sợ hãi vội ôm lấy chị dìu lại ghế. Thôi, tôi xin Ngân. Chuyện đã lỡ rồi. Để tôi thu xếp cho hai mẹ con. Hôm qua, cô ấy còn nói bố là liệt sĩ. Tôi nào có biết gì hơn. Người đàn bà sụp xuống ghế sau một cơn cuồng phát. Chị khóc lặng lẽ, đau đớn tột cùng. Chị nói trong nước mắt. Ngày xưa anh là sinh viên nghèo. Tôi thương yêu anh, tôi đã ngủ với anh. Giờ anh là ông chủ giàu sang. Anh dùng tiền để ngủ với con gái tôi. Trời ơi. Nó nói bố là liệt sĩ vì tôi có nói dối. Tôi đã nói dối nó, anh hiểu không? Ngày ấy anh ra trường rồi biệt tăm. Tôi đã sinh ra nó mà bị buộc thôi việc. Khi nghe tin anh ở Sài Gòn làm to và lấy vợ giàu, tôi càng phải giữ kín chuyện riêng chỉ mình biết. Ai ngờ trời trừng phạt tôi đến nông nỗi này. Sao? Ngân, em nói thế nghĩa là thế nào? Ngân nhìn Trần Khoát qua nước mắt. Nghĩa là nó là con gái anh. Con gái tôi là con gái anh, sinh viên nghèo ngày xưa đấy. Mặt Trần Khoát xám lại như chạm đổ. Ông ta từ từ đứng dậy, bước mấy bước lảo đảo và đổ vật xuống sườn. Người đàn bà lau nước mắt đứng dậy, danh sọt nói. Nếu tôi có điều gì cầu xin anh, thì chỉ xin anh đừng bao giờ gặp lại con gái tôi. Tuyệt đối không cho nó biết những gì tôi đã nói với anh hôm nay. Để tôi dìu nó trở lại cuộc sống của một con người, tôi xin anh. Chị thong thả đi xa, khép cửa lại. Người đàn bà tựa vào cầu thang hồi lâu mới có thể đi tiếp. Trong căn phòng sang trọng, Trần Khoát nằm úp mặt trên tấm nệm thơm phức. Xung quanh ông là những đống tiền có mệnh giá lớn còn mới tinh vứt tung tóe. Căn phòng yên tĩnh, giờ đây đầy sấm sét và bão tố. Cơn bão tố mà những đồng tiền đang tung bay như rác rưởi, và Trần Khoát không có nơi nào ẩn nấp. Ông đã uống cạn chén rượu nồng say của cuộc đời, giờ đây còn lại giọt đắng trên đáy cốc dành trọn phần cho ông. Tờ báo hàng ngày của địa phương đăng tin buổi chiều. Giám đốc Trần Khoát của Export Import Corporation mất đột ngột tại Quen Hotel do ngộ độc rượu. Nguyên nhân cái chết chưa được làm rõ thêm. Và như vậy, một cuộc đời hay một quy luật của đời người đã khép lại sau dòng tin ngắn ngủi chỉ có thế. Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe chuyện ngắn sắc sảo của nhà văn Đức Hậu. Câu chuyện xảy ra trong một không gian hẹp, chỉ với 3 nhân vật và nhiều lời thoại, giống như một vở kịch ngắn nhưng dung chứa trong đó nhiều điều đáng để suy ngẫm. Một người đàn ông và cuộc gặp gỡ của ông ta với hai người phụ nữ, qua đó bộc lộ những mâu thuẫn và kịch tính. Thậm chí, kịch tính lên đến đỉnh điểm khi người đàn ông biết rằng cô gái mà ông ta vừa có quan hệ thân mật lúc trước lại chính là con gái mình. Cuộc đời thật éo le. Đã bao năm trôi qua, người con gái tên Ngân mà ông yêu mến đồng thời cũng là ân nhân của ông, giờ đây quay trở lại như một cú xô đầy có ẩn ý của số phận. Nhưng Trần Khoát không ngờ rằng, dù đã trở thành một người đàn ông thành đạt, giàu có và dày dặn kinh nghiệm, một người đàn ông trơ lì trước tất cả, chỉ còn biết tin vào chính bản thân mình, vẫn có ngày ông bị cuộc đời đánh gục bằng những sự tưởng như tình cờ này. Nhưng có lẽ không chỉ đơn giản là tình cờ, nguyên nhân sâu xa, ông đã lãng quên quá khứ, đã vô tâm và đã đánh mất chính mình trong những vần xoay biến chuyển của đời sống. Đến lúc này đây, trong căn hộ sang trọng tại Queen Hotel, trong hơi rượu nồng, mùi thuốc lá và mùi khét của tấm thảm cháy dở, giữa đống tiền bay như rác rưởi trong giông bão, Trần Khoát chợt nhận ra rằng ông chẳng có gì ngoài nỗi cô đơn, thậm chí chẳng có nơi để ẩn nấp. Và lúc này, rượu ngọt đã hết, chỉ còn những giọt đắng mà ông phải sốc cạn đến hết cuộc đời. Cái chết của ông vào cuối chuyện được thông báo một cách ngắn gọn dửng dưng, có lẽ là cái giá cuối cùng mà ông phải trả. Nó khép lại một cuộc đời hẳn nhiều éo le sóng gió,
của nhân vật Trần Khoát khép lại câu chuyện một cách hợp lý và không thể hoàn hảo hơn. Chuyện ngắn của Đức Hậu hấp dẫn người đọc không phải ở ngôn từ, văn phong, giọng điệu mà ở kết cấu, bố cục và cốt truyện. Như một vở kịch ngắn, các sự kiện diễn ra nhanh chóng, giàu kịch tính. Giọt Đắng đã mang đến cho người đọc nhiều bất ngờ thú vị. Song, điều cuối cùng đọng lại trong lòng mỗi người lại là nỗi trăn trở day dứt về cuộc sống, về những giá trị mà con người cần gìn giữ nâng niu. Chuyện ngắn Giọt Đắng của nhà văn Đức Hậu đã khép lại trong chuyên mục Văn học nghệ thuật đêm nay. Hẹn gặp lại các bạn trên các nền tảng podcast của Báo Nghệ An trong các chương trình sau.